Thưa quý vị, phản ứng trước tình trạng bạo động ở Iraq tính từ Baghdad, căng thẳng chính trị không thể giải quyết, ảnh hưởng gia tăng chiến tranh ở Syria làm cho người Iraq lo ngại sẽ quay trở lại tình trạng bạo động giáo phái vào năm 2006 và 2007, làm hàng chục ngàn người chết. Trên 70 người đã chết qua các vụ đánh bom ở thủ đô Baghdad trong ngày hôm qua, nhanh chóng làm tệ hại thêm tình trạng an ninh, nâng số người chết trong tháng này lên trên 300 người. Ông Abu Ali là một người dân ở Baghdad nói rằng, hiện giờ ông ta lo sợ bước ra đường phố, ông ta không cảm thấy an toàn, sợ khi thấy một chiếc xe tới gần, sợ khi thấy những người từ trong xe bước ra. Hiện chưa có nhóm nào lên tiếng thừa nhận trách nhiệm các vụ đánh bom ngày hôm qua. Nhưng các nhóm dân quân người Sunni có liên hệ với Al-Qaeda đã gia tăng tấn công các quận người Shiite từ đầu năm nay. Trên 10 vụ đánh bom diễn ra tại các ngôi chợ và các thương xá tại các quận người Shiite trong ngày hôm qua. Trong đó có vụ hai trái bom nổ cách nhau chỉ vài trăm thước tại Sar City, làm 13 người chết. Ông Ali Abdul Karim nói rằng, ông ta yêu cầu thủ tướng và dân biểu quốc hội tránh đưa ra những lời lẽ có tính kích động, muốn họ có thái độ hợp lý hơn. Hoa Kỳ đã tiêu hàng trăm tỷ Mỹ Kim, mất trên 4.500 quân trong thời gian 8 năm chiến tranh Iraq, với mong muốn tạo nước này thành một quốc gia dân chủ. Nhưng giới chính trị Iraq đã thất bại trong hiệp ước chia sẻ quyền lực, tạo đe dọa Iraq sẽ mất ổn định lâu dài. Nhà phân tích chính trị Ibrahim Al-Samaydeh nói rằng, bạo động ở Iraq là hậu quả của một hệ thống chính trị đã đặt căn bản quan tâm tới quyền lợi chủng tộc và giáo phái. Hàng ngàn người Sunni đã xuống đường chống thủ tướng Nouri al-Maliki từ đầu năm nay, lên án chính phủ chỉ quan tâm tới quyền lợi người Shiite. Làn sóng bạo động đã tăng mạnh trong tháng 4, làm 700 người chết, sau khi quân đội chính phủ tấn công một trại biểu tình của người Sunni.